Hôm nay mọi người đều ở nhà trừ mẹ tôi. Mẹ tôi là bác sĩ, mẹ đang khám bệnh ở bệnh viện. Ông bà nội tôi đang xem tivi. Bố tôi đang rán cá, bố nấu ăn rất giỏi. Bé đang vẽ, Miu Nguyễn đang ngủ. Miu ngủ say, không ngửi thấy mùi cá, không nghe thấy tiếng chít 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 ở góc nhà. Tôi đang ngồi bên cửa sổ, tôi đang đợi mẹ về. Ngoài đường trời mưa, hơi lạnh. Trong nhà ấm, nhà là tổ ấm mà. Xin chào các quý vị khán giả của chương trình Chào Tiếng Việt. Chào các bạn trẻ thân mến của cô Thủy Anh. Các bạn đang làm gì đấy? À, dù chưa nghe được ngay, nhưng cô biết các bạn đã trả lời cô rồi. Mỗi người đều đang làm một việc gì đó. Cô Thủy Anh đang trò chuyện với các bạn. Và cô còn đang đợi Miu nữa. Ôi, ôi, Miu chào cô Thủy Anh. Miu chào các bạn trẻ yêu tiếng Việt. Miu xin lỗi đã đến muộn ạ. Cô chào Miu nhá. Cô biết ngay mà, Miu đã ngủ rất say. May quá, Miu đã đến kịp. Chương trình sắp bắt đầu. Các bạn thân mến, vừa rồi các bạn thấy đấy, chỉ một đoạn trò chuyện thôi mà có rất nhiều từ đã, đang, chưa, sắp. Những từ này rất quan trọng trong tiếng Việt, dùng để nói về các hành động trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Vừa rồi chúng ta đã xem đoạn phim Dế Kể về buổi tối ngày hôm qua, ai đang làm gì lúc ấy? Các bạn có còn nhớ ai đang làm gì không? Lúc ấy, Miu đang ngủ nên chẳng biết gì. Các bạn kể lại cho Miu nghe đi. Có phải tất cả mọi người đều ở nhà không? Không. Tất cả mọi người đều ở nhà, trừ mẹ của Dế. Mẹ là bác sĩ, và mẹ của Dế lúc ấy đang làm gì nhỉ? Chắc chắn là các bạn đã nhớ đúng rồi. Mẹ đang khám bệnh. Thế ông bà nội của Dế đang làm gì? Phải rồi, ông bà đang xem tivi. Thế còn bé và bố thì sao? Các bạn nhớ rất là giỏi. Bé đang vẽ, còn bố đang dán cá. Ôi, thèm quá, Miu. Lúc ấy, Miu đang làm gì mà không biết bố đang rán cá nhỉ? Lúc ấy, Miu đang ngủ cô Thủy Anh ạ. Vì thế, Miu có ngửi thấy mùi cá đâu. Đúng như vậy. Thế còn Dế? Dế đang làm gì? Chắc là Dế đang đợi mẹ về. Dế rất hay lo lắng cho mẹ. Đúng thế, Miu ngủ mà vẫn nói đúng. Lúc đó, Dế đang ngồi bên cửa sổ. Dế đang đợi mẹ về. Như vậy, chúng ta đã dùng từ đang để mô tả những hành động đang diễn ra ở một thời điểm nhất định. Ai đang làm gì? Ai đang làm gì đấy? Khi nói về điều này, chúng ta chỉ việc thêm từ đang trước động từ thôi các bạn ạ. Bây giờ, cô Thủy Anh xin mời các bạn cùng luyện tập. Chúng ta tưởng tượng như mẹ Dế đang gọi điện từ bệnh viện về và mẹ sẽ hỏi Dế những gì nhé. Các bạn thân mến, bây giờ cô và Dế sẽ đưa ra đáp án. Còn các bạn thử xem mình đoán đã đúng chưa nhá. Mẹ đã nói gì với Dế? Alo, mẹ đấy à, con đây. Con đang làm gì đấy? Con đang đợi mẹ về. Thế bố đang làm gì? Bố đang nấu cơm mẹ ạ. Ông bà đang làm gì? Ông bà đang xem tivi. Thế còn bé, bé đang làm gì? Bé đang vẽ mẹ ạ. Mẹ sắp về chưa ạ? Mẹ đang trên đường về. Hoan hô, hay quá. Hôm nay cả nhà sẽ ăn cá rán mẹ nhé.
Cảm ơn các bạn. Cô tin là bây giờ các bạn đã biết nói ai đang làm gì rồi. Chúng ta sẽ đến với cách hỏi, cách nói về hành động đã được thực hiện, đã hoàn thành hoặc chưa được thực hiện, chưa hoàn thành nhé. Cách hỏi, ai đã làm gì chưa? Nếu đã làm rồi, thì ta trả lời đã rồi. Nếu chưa làm, thì chúng ta sẽ nói chưa. Khi muốn nói về hành động sẽ được diễn ra hoặc sẽ hoàn thành trong tương lai, thì chúng ta dùng từ sẽ. Trong tương lai rất là gần, thì chúng ta dùng từ sắp. Mời các bạn nhìn lên màn hình. Chúng ta có một bài tập dế, mưu sẽ luyện tập để các bạn xem nhé. Điền vào chỗ trống và nói đã, đang, sắp hoặc là sẽ. Cậu đã đọc cuốn này chưa? Tớ đã đọc cuốn sách này rồi, nó rất hay. Tớ không tin cậu đã đọc rồi, cậu ngủ cả ngày cơ mà. À thì tớ đang đọc, tớ sắp đọc xong rồi. Thế còn cậu, cậu đã học bài chưa? Chưa, tối tớ sẽ học, tớ bận quá. Cậu bận chơi game chứ gì? Các bạn ơi, bây giờ cô Thủy Anh mời Miu và các bạn cùng nghe một đoạn thơ là câu đố. Và qua những hành động được nói trong bài thơ, Miu và các bạn hãy đoán xem đây là con gì nhé. Con vật này cũng có mặt ở trong câu chuyện của dế. Con vật này, nó lười tắm, người rất hôi, đuôi thì dài, chân thì bé. Khi vắng mẹ, nó đi tìm và kêu ầm, chít chít chít. Mèo mèo, Miu đoán ra là con vật gì rồi. Khi Miu đang ngủ, Miu cũng nghe thấy tiếng chít 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 của nó. Đó là con chuột. Các bạn trẻ có cùng suy nghĩ với Miu không? Trong bài thơ đố vui vừa rồi, con chuột lười tắm. Cho nên, chắc là khi có ai đó hỏi đã tắm chưa, thì chuột sẽ luôn trả lời chưa tắm, sẽ tắm, sắp tắm. Ôi, hôi thế nhở? Chuột nhắt ơi, cậu đã tắm chưa đấy? Chưa, mình chưa tắm, nhưng mình sẽ tắm, mình sắp tắm rồi. Khi chuột nói sắp rồi, thì mọi người hiểu là chuột chuẩn bị đi tắm ngay bây giờ. Chúng mình sẽ chơi trò chơi cùng những từ này nhé. Cô Thủy Anh sẽ hỏi, còn các bạn sẽ trả lời sử dụng những từ chưa, sẽ, sắp rồi. Mời Miu Nguyễn cùng tham gia nhé. Bạn đã ăn cơm chưa? Miu chưa ăn cơm ạ. Miu sẽ ăn. Miu sắp ăn cơm rồi. Bạn đã học bài chưa? Miu chưa học bài. Miu sẽ học bài. Miu sắp học bài rồi. Bạn đã ngủ chưa? Muộn rồi đó, đừng thức khuya nhé. Miu chưa ngủ. Miu sẽ ngủ. Miu sắp ngủ rồi. Cảm ơn Miu và các bạn. Tiếp theo, cô Thị Anh xin mời bố mẹ, ông bà cùng hỏi đáp với các bạn để luyện những từ chưa, sẽ, sắp rồi cùng với các động từ nhé. Trong câu chuyện của dế còn có một cách nói khá hay. Mọi người đều ở nhà trừ mẹ. Khi dùng cách nói này, chúng ta dùng những từ chỉ toàn bộ, tất cả, mọi người, mọi thứ, cả lớp, cả nhà, cả nhóm. Rồi thêm vế trừ ai đó hoặc là trừ cái gì đó. Có nghĩa là
chỉ thiếu mỗi một người đó, chỉ thiếu mỗi một thứ đó thôi. Các bạn ạ, các bạn về thử luyện tập cách nói này nhé. Tất cả trừ mẹ, tất cả trừ bố, vân vân. Và đây cũng chính là thử thách thứ nhất cô Thụy Anh dành cho các gia đình ngày hôm nay. Mời các bạn thử sử dụng cách nói vừa rồi để nói về sự việc nào đó trong gia đình mình, một việc gì mà tất cả mọi người đều thích làm, trừ một người. Mời mỗi thành viên trong gia đình nói một câu và xin nhờ các gia đình quay phim lại gửi về cho chương trình nhé. Nhiệm vụ thứ hai, Miu xin phép giao cho các bạn nhé. Mời các bạn trẻ hãy bí mật quan sát mọi người trong gia đình vào một buổi chiều tối nào đó và vẽ lại hoặc quay clip mô tả ai đang làm gì và gửi về cho chương trình nhé. Những phần quà đáng yêu đang đợi các bạn. Các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta có một câu chuyện nho nhỏ nói về tổ ấm. Khi bên ngoài trời mưa thì bên trong khô ráo và ấm áp. Khi tất cả mọi người ở nhà thì lúc ấy chúng ta có nhà là tổ ấm, lúc nào cũng thấy ấm áp và an toàn. Bây giờ, cô Thụy Anh cùng Miu Nguyễn xin mời các bạn nghe một bài hát về gia đình, nơi nhà là tổ ấm. Và với bài hát này, chúng tôi xin kết thúc chương trình ngày hôm nay ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào chương trình tuần sau.